Câu chuyện rạp xiếc. Anh ơi, mình đi xem xiếc nha. Mình ơi, anh mới bán được ít lúa, chiều nay rủ cả nhà đi xem xiếc nha, được không? Em cũng thích đi xem xiếc lắm. Hoan hô ba, tụi con chưa bao giờ được xem xiếc. Hoan hô ba, thích quá. Đến chiều, cả nhà vui vẻ lên xe buýt đến rạp xiếc. Wow, tuyệt vời quá đi. Nhìn kìa bên kia kìa, hay quá. Vui quá. Ở đây đông vui quá ha, náo nhiệt dễ sợ. Đi lẹ đi ba. Từ từ cô. Các em á, có thấy xiếc nhiều cá hấp dẫn chưa? Nè, bên kia là xiếc khỉ kìa, chú Hề, xiếc chó nè. Ở đây á, nhiều cái rất là hay đó. Con cảm ơn chú Hề. Cảm ơn chú Hề. Cảm ơn chú Hề. Cô ơi, làm ơn bán cho tôi 2 vé người lớn và 5 vé trẻ em nha cô. Bao nhiêu vậy cô? Dạ, chú chờ một tí ạ. Hết bao nhiêu cô hả? 500 ngàn. Dạ, 500 ngàn ạ. Trời, nhiều quá vậy. Dạ, đúng rồi ạ. Vậy, trời, mình không đủ tiền, bây giờ phải làm sao đây? Trời ơi, lỡ hứa với tụi nhỏ rồi, khó xử quá. Có chuyện gì vậy Minh? Anh lỡ mang theo thiếu tiền rồi em ơi. Làm sao bây giờ hả anh? Anh cũng đâu nghĩ nó nhiều tới vậy đâu. Bây giờ không biết làm sao luôn, khổ tâm ghê vậy đó. Mấy đứa con mình đang trông ngóng vào xem quá nè. Thôi, chắc có lẽ xin lỗi tụi nhỏ rồi cho đi ăn kem là được rồi em à. Anh không đủ tiền mà. Ba ơi, tội nghiệp hai vợ chồng cô chú kia, không đủ tiền mua vé đó ba. Nghe con trai nói, người đàn ông bèn móc tiền trong ví ra rồi giả bộ làm rơi. Sau đó gọi người chồng. Anh ơi, tôi mới lượm được tiền nè. Hình như tiền này của anh có phải không vậy? Hả? Anh nói tiền này hả? Để coi. Không phải anh ơi, không phải tiền của tôi. Tôi đâu có mang theo nhiều tiền đến vậy. Xin lỗi anh. Tôi chỉ muốn giúp anh chị đủ tiền mua vé cho các cháu vào xem xiếc thôi mà. Không, tôi cảm ơn anh. Tôi không thể nhận tiền của anh được. Cái tiền đó tôi đâu có làm gì cho anh đâu mà tôi có thể nhận được. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã giúp tôi. Ôi, em ngưỡng mộ chồng em quá. Chắc phải gọi các con về thôi em ơi. Có gì đợi dịp sau đi ha. Tôi muốn mua vé cho cả gia đình kia. Chú ơi, có chú kia nhờ cháu đem vé lại cho chú đây ạ. Hả? Cảm ơn cô. Tôi biết ai gửi vé rồi. Dạ, hai cha con đằng kia kìa. Chúng ta về thôi ba ơi. Đi thôi con, về nào. Chúc cả nhà xem xiếc vui vẻ. Cái anh hồi nãy đâu rồi ta? Phải tới cảm ơn người ta. Anh ơi, tôi cảm ơn anh số vé này. Anh có thể cho tôi biết địa chỉ để có dịp tôi sẽ ghé nhà anh trả tiền lại cho anh được không vậy? Tôi cảm ơn anh rất nhiều nha. Không có anh chắc mấy đứa nhỏ con tôi sẽ buồn lắm đó. Không có gì đâu anh ơi. Anh hãy xem như đây là quà tôi tặng cho mấy cháu ở nhà vậy mà. Anh đừng suy nghĩ cái gì hết. Thế rồi, hai cha con người đàn ông ra về. Tuy không vào xem xiếc, nhưng tâm trạng hai ba con vẫn rất vui vẻ vì đã làm được việc tốt.